Trong bài học này thì chúng ta sẽ cùng nhau học về khái niệm bài viết hay còn gọi là post, một cái thành phần khá quan trọng trong website WordPress. Và mình là Nguyễn Minh Phụng, người sẽ chia sẻ hướng dẫn cho bạn trong khóa học thiết kế website bằng WordPress này. Đầu tiên thì chúng ta đi đến phần định nghĩa. Thì bài viết hay còn gọi là post thì nó là cái gì? Thì đây là một loại nội dung được sắp xếp theo thời gian nha các bạn. Được sắp xếp theo thời gian thì nó là ngược lại so với cái thành phần tĩnh giống như trang mà chúng ta đã vừa học. Thì bài viết thường được sử dụng để tạo ra các bài blog, tin tức, chia sẻ cảm nhận và đăng tải thông tin mới liên tục. Thì chúng ta có thể bố trí bài viết theo các thông số, ví dụ như là cái tiêu đề hay còn gọi là tên bài viết, nội dung, hình ảnh. Chúng ta có thể phân loại bài viết và các thẻ tag. Và bên phải là cái hình để chúng ta có thể quản lý bài viết ở trong nền tảng admin của WordPress. Đây là hình ảnh minh họa về bài viết. Thì các bạn thấy rất nhiều bài viết được thể hiện ở phần trang chủ của báo Dân Trí. Và khi chúng ta click vào thì chúng ta sẽ thấy đây là cái nội dung chi tiết của bài viết. Tương tự báo Thanh Niên cũng vậy, trang chủ chúng ta thấy rất nhiều bài viết. Và khi bấm vào chúng ta có thể đọc chi tiết được cái bài viết đó. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài viết trong giao diện của một cái website doanh nghiệp ha. Và đây là website của ETI Solution. Các bạn thấy ở phía cuối của trang chủ thì chúng ta đang có ba cái bài viết, là ba cái lối tắt đi đến bài viết nha. Và khi bấm vào thì chúng ta sẽ thấy được bài viết được trình bày như thế này đó. Tương tự như vậy, đây là một dạng bài viết ha. Thì các bạn muốn trình bày như thế nào thì chúng ta sẽ đi đến cái phần quản lý bài viết đó, chúng ta có thể trình bày ở trong đó. Rồi, đây là cái phân loại bài viết nha. Phân loại hay còn gọi là cái chuyên mục. Chuyên mục thì mình sẽ có nhiều cái chuyên mục khác nhau, ví dụ như là thông tin công ty, cảm nhận khách hàng và những cái chia sẻ kiến thức. Và khi chúng ta sẽ bấm vào một cái chuyên mục, một cái phân loại thì nó sẽ hiển thị những bài viết được viết và được sắp xếp theo cái phân loại đó. Đó, thì đây chính là cái cách trình bày của bài viết ha. Rồi, chúng ta sẽ đi đến một cái trang khác là phụng.vn. Các bạn thấy không? Đây là những cái lối tắt bài viết được hiển thị ra ngoài trang chủ. Mình có rất là nhiều bài viết. Và khi chúng ta bấm vào thì chúng ta lại đọc được bài viết của cái bài đó. Và bài viết là một cái phần không thể thiếu nha các bạn. Không thể thiếu, cũng như việc phân loại bài viết hay gọi là chuyên mục là cái việc không thể thiếu. Rồi, ở đây là cái website của Vingroup nha. Website Vingroup thì chúng ta cũng thấy là có rất là nhiều bài viết được hiển thị ra. Và khi bấm vào thì chúng ta sẽ thấy được nội dung chi tiết của cái bài viết đó. Như vậy, mình đã giới thiệu cho các bạn tổng quan về bài viết để các bạn hiểu hơn khi chúng ta sử dụng bài viết trong WordPress. Còn đây chính là cái giao diện để các bạn có thể quản lý bài viết ha. Chúng ta có thể xem tất cả bài viết đang hiển thị trên website WordPress nè. Rồi chúng ta có thể xem được một cái bài mẫu nè. Rồi chúng ta có thể tạo một cái bài viết mới bằng cách bấm thêm bài viết ha. Đó, đây là giao diện quản lý bài viết ở trong website WordPress. Ok, và hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài học tiếp theo nha.